Chào anh em nhé, trước mặt mọi người đang là chiếc Hyundai i10. Chiếc này là bản form mới đấy. Form mới nó khác biệt với form cũ, rất là cái phần này. Lưới tản nhiệt này, đèn này cũng là đèn kiểu mới đây. Tuy nhiên là vẫn là đèn halogen thôi, đèn sương mù cũng thế. i10 thì mình rất là thích ở cái form đôi cột hatchback này. Nó nhìn nó đẹp hơn bản sedan. Đấy, sedan mình không ưng. Đây là bên trong i10 được cái là lòng trong rất là rộng. Nói chung là xe Hàn, i10 và Morning là được cái lòng trong rất là rộng. Mình rất là ưng. Bạn không tin có thể ngồi taxi. Bên trong cách âm khá ổn đấy. Đấy, đây là khoang lái của i10 này, bản số tự động. Bản này thì là có cruise control rồi. Vô lăng, màn hình các thứ, đây là màn hình đôi nhá. Thực ra thì cái này là theo xu hướng thôi, chứ cá nhân mình thì mình không thích kiểu thiết kế này lắm, nó không ưng mắt mình. Mình vẫn thích kiểu thiết kế trên bản i10 cũ. Đấy. Ghế da, ghế ngồi bọc có chỉ đỏ này. Chiếc này đang được chào bán 444 triệu anh em nhé. Bản này đời 2022 nhé. Ô đô chỉ có 11.000 cây thôi. Rất là mới. Cách âm cũng khá ổn đấy. Mình thấy cách âm là ổn. Vô lăng đẹp này. Xe này có cam lùi này. Đó, đây là cốp sau. Bạn thấy rất là rộng, rộng hơn Fadin. i10 thì có lẽ không cần phải nói gì nhiều. Xe bền bỉ, giữ giá mà giữ chăm nhé. Ok. Đây là i10 đời 2022, ô tô 11.000 km, giá 444 triệu. Anh em quan tâm thì liên hệ mình ở Phú Lâm Auto, 686 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội nhé.